Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tâm lý sùng kính lãnh tụ của người Việt đã suy giảm Ngày 30 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Chiến dịch cắt giảm quốc tang của blogger Nguyễn Nhân Tác giả cho biết Việt Nam có quy định chỉ có tứ trụ và cán bộ cấp cao do Bộ Chính trị quyết định thì khi chết mới được hưởng nghi thức quốc tang. Trường hợp cán bộ cấp cao không thuộc tứ trụ thì từng có ông Võ Nguyên Giáp, Hình ảnh bài trên AFA Tác giả Mỉa Mai Làm gì có lãnh đạo to nào tự nhiên xin thôi giữ chức vụ như ông Huệ, ông Thưởng Thế nên phải có cái lý do đằng sau việc này Chỉ riêng cái lý do được Trung ương đảng đưa ra Về việc thôi chức theo nguyện vọng Đã vã nhau đơm đớp Cụ thể đảng bảo các ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên Và chịu trách nhiệm người đứng đầu gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Tác giả thắc mắc tại sao vi phạm trầm trọng đến thế mà không xử lý theo pháp luật lại nhẹ nhàng cho hạ cánh an toàn. Nếu thượng tôn pháp luật thì mọi vi phạm của các ông Huệ và ông Thưởng đều phải xem xét công khai và thông qua các quy trình luật định như với mọi công dân khác. Theo tác giả, cái kết luận tháng 4 về việc cho thôi chức còn u u minh minh không thuyết phục có lẽ vì thế mà kết luận tháng 11 sáng tỏ thêm kỷ luật hai ông Huệ và Thưởng có liên quan đến chống tham nhũng tiêu cực. Hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Tác giả bình luận cảnh cáo là bước đầu, bước đệm, bước thăm dò hay đã là bước cuối chúng ta chưa biết. Nhưng nhìn hướng gió thì thấy cổng nhà ông Huệ, ông Thưởng không còn vững nữa đã lung lay rồi. Dần lắm mồm Việt Nam, đồn thổi, phen này thì chết, cách hết, cách tuốt, tuột luôn cả cái chức nguyên chủ tịch quốc hội, nguyên chủ tịch nước. Thế có nghĩa là lúc chết thì cũng không được quốc tang, nghĩa là các giảm quốc tang đấy. Tác giả hài hước, Việt Nam là đất nước nghệ thuật, thường xuyên có kịch hay, bất ngờ đến phút chót. Nên cái sự cắt giảm quốc tang này có thật không? Chỉ cắt hai vị hay còn cắt tiếp thì cứ bình tĩnh chờ xem. Nhưng tác giả đánh giá, tâm lý sùng kính lãnh tụ ở Việt Nam đã suy giảm rất nhiều so với trước. Trên thế giới, có lẽ chỉ có Việt Nam và Bắc Triều Tiên là bị nhồi sọ tâm lý sùng kính lãnh đạo như cha, như ông, như tổ. Việt Nam có cả một đại dương thơ ca, nhạc họa, kịch, phim, múa về chủ đề ca ngợi lãnh tụ. Cũng chỉ mới đây thôi công an còn phạt khá khá các youtuber, tiktoker, có nhiều người follow về cái tội lỡ miệng chăm chọc lãnh đạo trên sóng livestream. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, vẫn theo tác giả, trong văn viết chính thống, các lãnh tụ được trang trọng viết hoa chữ người. Còn người dân thì trong bất cứ hành vi tương tác nào với chính quyền, với quý cơ quan đoàn thể, cũng đều phải bắt đầu bằng kính thưa, kính xin. Từ tâm lý kẻ dưới khúm núm, luôn biết ơn lãnh đạo, lãnh tụ, mà giờ dám đem cả các lãnh đạo cao nhất nước ra trào lộng kiểu chiến dịch cắt giảm quốc tang tâm lý tôn sùng thánh hóa lãnh tụ đã suy giảm đến mức có lẽ nó sẽ tan biến cùng với sự ra đi của những người đã quá già hoặc quá hạn hẹp trong nhận thức tác giả nhận định đó là một bước tiến vĩ đại trong nhận thức của người việt nam là kết quả của cả một quá trình dài dằng dặc tự diễn biến tự chuyển hóa trong nhận thức của không ít người việt nam hiện tại là kết quả của việc nhìn ra thế giới đi khắp hoàn cầu để hình thành nhận thức và ý thức độc lập chứ không phụ thuộc vào những tài liệu, nghị quyết có mục đích tuyên truyền. Đó là tự quan sát, tự suy nghĩ, tự định hướng. Tác giả cho rằng một ngày không xa, ý thức độc lập này sẽ phá tung những rào chắn cuối cùng của sự kiềm hãm, độc tài, nhồi sọ, lề phải, để nở bung ngập tràn những đóa hoa vang lộng bầu trời và luôn chảy dòng thác dạt dào của trí tuệ và tâm hồn tự do vĩnh viễn dân biểu gốc Việt đầu tiên giành chiến thắng ở địa hạt 45 của bang California. Ngày 28 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Derek Trần, dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên của California là ai? Theo đó, BBC cho hay ông Derek Trần, đảng Dân Chủ, đã giành chiến thắng ngay từ lần tranh cử đầu tiên trước dân biểu đương nhiệm của đảng Cộng Hòa Michelle Steele ở địa hạt 45 của California với phần lớn cử tri trong hạt này là người Mỹ gốc Á, hình ảnh bài trên BBC. Trước đó vài ngày, ông Derek Trump đã tự tuyên bố chiến thắng trên X, trong đó có đoạn Chỉ có ở nước Mỹ, một người tị nạn chạy trốn trên mình không có gì ngoài quần áo mới có thể vươn lên trở thành nghị sĩ quốc hội chỉ trong một thế hệ. Ông Derek Trump là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành dân biểu liên bang đại diện cho California tiểu bang có khu Lý Đô Sài Gòn, quận Cam. Đây được coi là một dấu mốc lịch sử vì sau 50 năm định cư, lần đầu tiên trên thủ phủ của người Việt tị nạn tại Mỹ có đại diện trong Quốc hội liên bang. BBC trích dẫn hãng tin quốc tế cho biết cuộc đua giữa ông Trần và bà Steele là cuộc tranh cử dân biểu tốn kém nhất trong cuộc bầu cử lần này, khi ít nhất có đến 46 triệu USD được chi ra. Cũng theo hãng tin này, Đảng dân chủ đã kỳ vọng xuất thân là con trai của dân tị nạn Việt Nam giúp cho ông Trần chiến thắng bà Steele. Vào ngày 27 tháng 11, cả ông Trần và bà Steele đã nộp hồ sơ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2026. Theo BBC, ông Derek Trần, 44 tuổi, con trai của một gia đình tị nạn người Việt là cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq và hiện là luật sư. Theo thông tin trên trang web của ông Trần, cha mẹ ông đã trốn chạy khỏi chế độ Cộng sản tại Việt Nam để con cái của họ có cơ hội biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực ở miền Nam California. BBC dẫn lời ông Derek Trần trong một tuyên bố ngày 25 tháng 11 khi nhắc tới quá khứ của mình. Cha mẹ tôi đến đất nước này để thoát khỏi sự áp bức nhằm theo đuổi giấc mơ Mỹ và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người ở đây, ở Nam California. Hình ảnh dân biểu Derek Trần. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trần xoáy sâu vào chỉ trích việc bà Steele từng ủng hộ lệnh cấm phá thai toàn quốc. Ông Derek ủng hộ hoàn toàn quyền lựa chọn sinh sản và quyết tâm bảo vệ nguồn tài trợ cho tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ, cũng như quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, y tế quan trọng dành cho phụ nữ ông tự nhận mình là một người có quan điểm cứng rắn đối với trung quốc vì rằng ông hiểu rõ tác hại của các chính phủ toàn trị và cam kết quyết liệt chống lại chế độ cộng sản trung quốc vẫn theo bbc một số yếu tố mà ông derek khẳng định sẽ thúc đẩy tại quốc hội gồm dân chủ nhân quyền và tự do ngôn luận bằng cách đối đầu trực diện đối với thách thức do chủ nghĩa cộng sản và trung quốc đặt ra derek tin rằng nước mỹ có thể duy trì các giá trị tự do và dân chủ mà cha mẹ ông theo đuổi khi họ đến đất nước này, đồng thời bảo đảm một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau. Website của ông Derek New. Một số chủ đề chính trị khác ông Trần tập trung vào là quyền súng đạn, vấn đề nhóm lợi ích và tham nhũng. Về súng đạn, ông Trần sẽ vận động thông qua các luật sử dụng súng an toàn, hợp lý, gồm kiểm tra lý lịch toàn diện của người mua và lệnh cấm vũ khí tấn công đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát đường phố. Ông cũng cho biết mình sẽ đấu tranh để chấm dứt nạn tham nhũng ở Mỹ, hạn chế tầm ảnh hưởng từ giới vận động hành lang và các nhóm lợi ích. BBC cho biết, ngoài ông Derek Trần, từng có hai người Mỹ gốc Việt, từng làm dân biểu liên bang. Người đầu tiên là ông Joseph Cao Quang Ánh, dân biểu địa hạt 2 của bang Louisiana từ tháng 1 năm 2009 tới tháng 1 năm 2011. Người còn lại là bà Đặng Thị Ngọc Dung, dân biểu địa hạt số 7 của Florida từ tháng 1 năm 2017 tới tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin dân biểu gốc Việt đầu tiên chiến thắng ở địa hạt 45 của bang California quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất